Hôm nay, chúng ta có một cuộc phiêu lưu trên thị trường vàng với những biến động không kém phần hấp dẫn so với một trận đấu bóng đá. Vâng, vàng miếng SJC đã quyết định nhảy múa theo cách riêng của mình ngay từ sáng sớm, khiến nhà đầu tư phải nín thở theo dõi từng động thái. Buổi sáng mở cửa, không khí đã nóng lên với màn giảm giá sốc của vàng SJC. Giá bán được niêm yết là 85,5 đến 88,5 triệu đồng mỗi lượng, tụt xuống hơn 3 triệu đồng so với cuối tuần trước. Cứ ngỡ như một cơn bão giá đã ập tới, nhưng các nhà đầu tư chưa kịp mừng thì giá vàng đã xoay chuyển. Chỉ sau đó ít phút, vào khoảng 10 giờ 40 phút sáng, SJC lại bất ngờ lật kèo bằng cách nâng giá vàng lên tới 87 đến 90 triệu đồng mỗi lượng. Như một phép màu, chỉ trong 30 phút, mỗi lượng vàng miếng lại được thổi giá thêm 1 triệu đồng. Đúng là thị trường vàng luôn biết cách làm cho mọi người phải đau tim. Tiếp tục cuộc chơi hồi hộp, vào lúc 10 giờ 15 phút, SJC lại tiếp tục điều chỉnh tăng giá 500.000 đồng, khiến giá vàng vọt lên 86 đến 89 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn và nữ trang lại đứng yên ở mức 76,5 triệu đồng, như thể chúng không quan tâm tới cuộc nhảy múa của vàng miếng. Để thêm phần kịch tính, vàng miếng đã từng chạm đỉnh vào ngày 10 tháng 5 và giờ đây, sau khi chính phủ nhảy vào cuộc, giá vàng đã hạ cánh gần 2 triệu đồng. Cứ ngỡ sự ổn định sẽ trở lại, nhưng không, vàng miếng vẫn quyết định chơi trò đu dây trên thị trường. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới đi ngang tại mức 2.360 đô la Mỹ một ounce, nhưng SJC vẫn giữ mức chênh lệch với giá thế giới tại khoảng 16 triệu đồng. Có vẻ như SJC đang múa solo trên sàn giao dịch quốc tế, khiến các nhà đầu tư trong nước phải xoắn não để theo kịp. Vậy đấy, ngày mới bắt đầu với một màn trình diễn ngoạn mục của vàng miếng, khiến những người tham gia thị trường vàng không khỏi bất ngờ và thích thú. Dù biết rằng vàng miếng là một kênh đầu tư đầy rủi ro và phức tạp, nhưng chính những biến động đó đã tạo nên sức hấp dẫn không thể chối từ của nó. Có lẽ, vào ngày mai, vàng miếng sẽ lại có một cuộc dạo chơi mới, và tất cả chúng ta lại tiếp tục đón xem những diễn biến thú vị tiếp theo.